Hoài Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin cho hay tàu cá Trung Cộng đâm Việt Nam. Tin từ trong nước vào hôm thứ Sáu cho hay một chiếc tàu cá của người dân tỉnh Quảng Ngãi vừa về đất liền hôm 15 tháng 6 và báo với giới chức rằng đã bị tàu Trung Cộng va đâm, ném đá khi đánh bắt tại ngư trường quần đảo Hoàng Sa. Nạn nhân là chiếc tàu cá của thuyền trưởng Phan Minh, ngụ tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo trình báo của ông Phan Minh, thì vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, khi tàu của ông đang neo đậu đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa, thì bị một tàu Trung Cộng áp sát và ném đá. Sau khi bị ném đá, chiếc tàu của ông di chuyển đến khu vực khác để tránh, thì chiếc tàu của Trung Cộng lại tiếp tục áp sát và ném đá rồi đâm thẳng vào cabin của tàu Việt Nam. Hậu quả là cabin bị vỡ, thân tàu bị hư hỏng một phần, nhiều bộ phận của tàu hư hỏng nặng. Ước tính chi phí sửa chữa lên đến trên 150 triệu đồng. Thưa quý vị, báo quốc tế nói về vụ đồng tâm. Tờ báo có tiếng của Anh quốc The Economist mới đây có bài viết về tranh chấp đất đai ở Việt Nam, nói rằng đối đầu tại đồng tâm cho thấy đảng Cộng sản xử lý lúng túng và xung đột đất đai sẽ vẫn tiếp diễn. Bài báo thuật lại sự việc dùng lên vào hồi tháng 4 khi nhà chức trách bắt người dân khiến dân làng bắt giữ hàng chục cảnh sát và giam họ tại nhà văn hóa. Vụ đối đầu này đánh dấu bước leo thang mới trong các cuộc chiến bất tận về đất đai, là nguồn cơn chính của các khiếu nại tại Việt Nam và cũng là một trong những việc đau đầu nhất của đảng Cộng sản. Bài báo nói về thực trạng chính quyền thường dùng biện pháp cưỡng chế khi có tranh chấp đất, thậm chí sự phản kháng là ôn hòa. Thống kê cho thấy, 1/3 những người bị ảnh hưởng vì đất đai vẫn không nhận được tiền bồi thường và một phần cho rằng tiền bồi thường là không công bằng. Do đó, bài viết kết luận rằng xung đột sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Australia gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng tôm từ Việt Nam. Australia vừa quyết định từ ngày 15 tháng 6 sẽ nhận các đơn xin nhập cảng mặt hàng tôm chưa nấu chín, được đánh bắt tự nhiên ở Australia, rồi xuất sang Việt Nam chế biến và tái nhập lại Australia. Thông tin này được Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam đưa ra hôm 16 tháng 6. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia cho biết đã nhận được văn bản xác nhận từ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản của Việt Nam về việc có thể đáp ứng các điều kiện nhập cảng của Australia. Tin cho biết thêm, đối với các quốc gia khác không phải Việt Nam, mặt hàng này chỉ được tái nhập vào Australia khi quốc gia đó bảo đảm đáp ứng điều kiện nhập cảng mới của Australia. Xin nhắc lại, trước đó vào ngày 7 tháng Giêng, Australia đã thực thi lệnh tạm ngừng nhập cảng tôm và thịt tôm chưa nấu chín trong 6 tháng từ các nước Á Châu, trong đó có Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam quan ngại nợ công. Thưa quý vị, các đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã đưa vấn đề quản lý nợ công của Việt Nam ra bàn thảo trong phiên thảo luận toàn thể tại hội trường vào ngày 16 tháng 6. Thời đó, các đại biểu đề cập tới việc cả ba bộ của chính phủ cùng quản lý nợ công, nhưng vấn đề trách nhiệm lại không rõ ràng. Một đại biểu thuộc đoàn Hà Nội cho rằng, việc giữ quy định nợ công do ba cơ quan quản lý bao gồm Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có hạn chế là sẽ dẫn đến để nợ công cộng dồn, vượt trần, thời gian hạn và tiến độ trả nợ cả gốc cùng lãi, không phân bổ đều theo thời gian, tạo ra áp lực trả nợ dồn vào từng thời điểm nặng như giai đoạn hiện nay. Xin nhắc lại, nợ công của Việt Nam trong những năm qua tăng rất nhanh. Nếu năm 2010, nợ công của Việt Nam ở mức 50% tổng sản phẩm nội địa GDP, thì nay lên đến mức là 63,7% GDP. Thống kê cũng cho thấy, trong 5 năm qua, mức bội chi hàng năm của Việt Nam là 5,8% GDP, trong khi đó dự toán kế hoạch chỉ ở mức là 4,5%. Quảng Bình nói đã giải ngân 90% tiền đền bù của Formosa. Giới chức tỉnh Quảng Bình hôm thứ Năm nói tính đến trung tuần tháng 6, khoản giải ngân bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên đã đạt 91%. Thông báo từ Hội đồng Bồi thường của tỉnh Quảng Bình vào ngày 15 tháng 6 nói rằng 62 trên 65 xã trong toàn tỉnh được phê duyệt bồi thường thiệt hại với tổng số tiền trên 2.200 tỷ đồng và khoản đã giải ngân là trên 2.100 tỷ đồng, đạt gần 92%. Xin nhắc lại, Quảng Bình là một trong 4 tỉnh Bắc miền Trung được chính quyền Hà Nội đưa vào danh sách được bồi thường bởi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa thải hóa chất ra biển vào đầu tháng 4 năm ngoái. Theo báo chí trong nước, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trương Hòa Bình trước đó ra chỉ thị rằng tới cuối tháng 6 này, công tác chi trả tiền bồi thường cho nạn nhân chịu tác động bởi thảm họa môi trường Formosa phải hoàn tất. Bản tin tiếp theo cho hay, Việt Nam có tiến bộ về sáng tạo. Thưa quý vị, Việt Nam xếp thứ 47 trong một bảng xếp hạng hàng năm về sáng tạo toàn cầu,
cao hơn nước láng giềng Thái Lan ở vị trí 51 và Indonesia ở vị trí 87. Trước đó, Việt Nam chỉ xếp hạng 59 trong bảng xếp hạng vào năm ngoái. Bảng xếp hạng Global Innovation Index do Đại học Cornell Instead và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới nghiên cứu và công bố. Theo đó, xếp hạng 127 nước dựa theo các tiêu chí như là giáo dục, kinh tế, chính trị, thậm chí cả số lượng video đưa lên YouTube của mỗi nước. Theo đó, Thụy Sĩ ở vị trí số 1 lần thứ 7 liên tiếp. Tại Đông Nam Á, Singapore xếp thứ 7, Philippines thứ 74. Phúc Trình nói rằng, mặc dù Singapore vẫn là số 1 trong các nền kinh tế châu Á nhỏ hoặc đang lên, các nước như là Việt Nam, Philippines và Thái Lan đang nhanh chóng đuổi theo. Theo sau Thụy Sĩ đó là thị điển Hà Lan, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Cũng nằm trong top 10 đó là Đan Mạch, Phần Lan, Đức và Ireland. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam hứa ưu đãi cho doanh nghiệp Việt. Tin từ báo chí Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ đã diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề tăng cường liên kết khu vực đầu tư nước ngoài với đầu tư trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ của chính quyền Hà Nội dự diễn đàn và tuyên bố Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút nhưng có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam phù hợp với định hướng, ưu tiên doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, có chuỗi sản xuất sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. Ông Huệ cho rằng Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp FDI là thành công của chính phủ Việt Nam và mong muốn doanh nghiệp FDI coi thành công của doanh nghiệp trong nước cũng là thành công của chính họ. Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội hứa cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thưa quý vị, năm bị cáo ở Cà Mau nói rằng đã bị ép cung. Vào ngày 16 tháng 6, Viện Kiểm soát thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã cho gia đình bảo lãnh đối với 5 bị cáo bị bắt tạm giam vì hành vi cố ý gây thương tích cách đây 2 năm. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 ngày 26 tháng 4, Tòa án thành phố Cà Mau đã tuyên 5 bị cáo tổng cộng 22 năm 6 tháng tù giam. Trong cả 4 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan, khẳng định bị điều tra viên dùng nhục hình và ép cung. Theo hồ sơ vụ án vào năm 2015, nhóm thanh niên đã chém một nhóm khác do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, tại tòa, tất cả đều cho rằng quá trình điều tra đã bị ép cung, phải khai theo hướng dẫn của điều tra viên. Thậm chí, các bị cáo đã bị đánh đến ngất xỉu. Sau nhiều lần xét xử, Tòa án Cà Mau mới chịu công nhận rằng cáo trạng có rất nhiều điểm bất hợp lý, chưa thể kết luận cấu thành tội phạm. Cộng sản Việt Nam dừng cấp phép taxi công nghệ. Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam vừa có văn bản gửi các địa phương tham gia thí điểm taxi công nghệ, theo đó yêu cầu thống kê, rà soát chính xác số lượng tham gia, đồng thời dừng cấp phép thí điểm mới nhằm hạn chế tình trạng bùng phát taxi công nghệ. Quyết định này được cho là làm giảm tình trạng taxi công nghệ gây áp lực lên hạ tầng, bất bình đẳng với các loại hình dịch vụ vận tải khác. Tại Sài Gòn, taxi truyền thống chỉ có khoảng 11.000 xe, nhưng taxi công nghệ sử dụng phần mềm trên điện thoại thông minh đã lên tới 22.000 xe. Như tại nhiều quốc gia khác, chính phủ Việt Nam đang phải đối diện thử thách thay đổi hay duy trì quy định hiện hành trước sự phát triển mới của công nghệ. Doanh nghiệp taxi truyền thống phải chịu nhiều chế tài quản lý như thuế, giá quy định về logo, màu xe, phù hiệu xe, trong khi taxi công nghệ chịu ít luật lý hơn khi cạnh tranh. Trước đó, chính phủ Việt Nam nói đã cấp phép thí điểm hoạt động loại hình taxi công nghệ cho 7 công ty gồm GrabCar, Uber, LBCar, Thành Công Car, MyLink, Home và VietCar. Truy nã Việt Kiều Hoa Kỳ vay tiền tỷ buôn hàng hiệu. Thưa quý vị, một Việt Kiều người Hoa Kỳ, chủ tịch công ty Milano Vina đã vay hơn 130 tỷ đồng để buôn lậu hàng hiệu thời trang. Sau đó đã bỏ trốn và bị công an Việt Nam truy nã, khiến cho lãnh đạo nhà băng cho vay nhưng không giám sát phải lãnh án tù. Báo điện tử Việt Nam dẫn tin, Tòa án Sài Gòn vào ngày 14 tháng 6 đã xét xử bà Huỳnh Thị Trinh, 45 tuổi, giám đốc ngân hàng Exim Bank Sài Gòn, cùng hai thuộc cấp về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan đến vụ án, bà Đặng Bạch Helen là Việt Kiều Hoa Kỳ, chủ tịch công ty của Milano Vina, đang bị truy nã về tội chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của ngân hàng này. Theo điều tra, vào năm 2009, bà Helen mở công ty Gia Phát đề nghị bà Trinh cho vay 140 tỷ để kinh doanh hàng hiệu thời trang được nhập từ Ý về bán tại các khách sạn trên đường Đồng Khởi của quận Nhất và quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tiền này bà Helen dùng làm vốn buôn lậu hàng thời trang. Khi mất khả năng thanh toán, bà đã bỏ trốn để lại số nợ hơn 134 tỷ đồng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thiện Hành và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.